Chứ thầy gặp bữa tiên gặp các bác với mấy em thầy phòng. Nhân dịp này mong các bác sớm dành thời gian bố trí là từ nay đến Tết hả cô chí công việc rồi mỗi năm rồi đó thời tiết nó không nóng được nên là thầy bác cứ làm không thôi nó cứ thử thả sáu năm cũng được từ giờ đến Tết thì bây giờ cũng tâm sự thật với các bác như thế này. Thực ra mà nói là hai vợ chồng nhà tôi thì nó cũng rỗi rãi thời gian thôi, nhưng mà thực tế là bây giờ bà cụ ở trong kia là đang mệt và đáng lý là anh Hòa là mua vé máy bay thì mai ngày kia là bay rồi đấy, chiều ngày kia bay đấy, mà cứ nói thật sự như thế chứ không phải là khách sáo gì cả. Thì mình bây giờ tìm được nhau mà đã 50 năm rồi thì hôm nay anh em cứ mời thế, còn các bác bố trí xếp thời gian vào còn đây. Vâng, còn việc gia đình thì năm nay không đi được sang năm. Ai cũng có hoàn cảnh nha, là tứ thân phụ mẫu là bà con thư gái quấn rồi đủ thứ trên đời đấy. Thế vấn đề chỗ nào mình sắp xếp. Vâng. Thế mà bây giờ nói cho cùng là các cụ bây giờ 93, 94 rồi, mình cũng không ấy được. Thế là đây là ông Hà bà hơi muộn đấy. Khi còn thì như ông cụ là ông ấy bảo sớm cơ, ông bà hàng tháng. Đấy, báo cáo chỉ là về tình cảm anh em, tình cảm đấy thì nó nhiều đồng hương, đồng ngũ, đồng đội rồi ấy, nhưng mà cái tình cảm bạn bè bạn chiến đấu là tình cảm thiêng liêng nhất. Vì cái lúc đó là lúc cái sống cái chết kề cận cận bên cạnh, mà những cái tình cảm đấy không thể phai mờ được, lúc nào cũng trân trọng. Đấy, thế báo cáo chị thế thì anh em Hải Phòng với lại anh Hòa, nhất là đơn vị cùng đơn vị chiến đấu luôn luôn giữ mãi cái tình cảm rất là trân trọng. Được lên đây anh Đức anh nói rồi thì anh chị đón tiếp chu đáo.